Tư Phan mến chào cô chú anh chị em. Bữa nay Tư Phan làm món vịt nướng chao, món này là món nhậu. Vịt này thì Tư Phan mua ở chợ Costco của Mỹ, chợ Mỹ. Thì vịt gà bên Mỹ thì cũng dễ tìm cả nhà. Tư Phan nướng có nửa con thôi. Thường thường bên này cuối tuần hai vợ chồng cũng buồn, không có phải như Việt Nam la cà quán cóc. Cho nên là Thư Phan hay làm những cái món để cho chồng nhâm nhi, em thì phá mồi. Thì vịt sau khi mua về mình rửa sạch sẽ. Nguyên liệu vịt nướng chao thì nhất định phải có chao, tiêu, mật ong, tỏi, đường, không không xài đường, mật ong. Bây giờ Thư Phan chà rửa sạch hết để ráo xong rồi Thư Phan sẽ rọc ở bên trong của vịt, ở mặt trong của vịt. Thường gà cũng vậy, Thư Phan nướng hay làm gì đó là rạch ở trong, cái phần da giữ nguyên để mà khi mình nướng hay chiên da nó không có bị rách đó, nó bấy nhầy ra. Tuy nhiên thì vịt thì nướng nó hơi dày cho nên Thư Phan phải cắt ra, cắt làm đôi một góc tư á cả nhà, xong rồi mình xơm ở bên trong á để khi mà mình nướng nó chín ở bên trong, chứ để ở trong nó sống nhăn á cả nhà. Nó, gà thì thường thường Thư Phan cũng vậy, gà Thư Phan xơm. Tuy nhiên gà thì nó dễ chín hơn là vịt, vịt nó chín lâu hơn là gà, cho nên mình xơm xơm mình rọc rọc rồi bên trong cho nó thấm gia vị. Nó bây giờ Thư Phan khứa ở bên trong. Nếu mà cả nhà không có thích nướng 1/4 như vậy thì cả nhà có thể cắt nhỏ ra ướp nướng thì cũng ngon, cũng nhanh. Thư Phan cắt làm cho nó rách 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 bên trong vậy đó, để mình khi mình ướp nó thấm đều rồi nó khi nướng nó cũng chín ở bên trong luôn. Thì cách này với cách cắt cắt nhỏ nhỏ ướp thì cũng chặt ướp thì cũng giống nhau cả nhà, muốn làm kiểu nào làm thôi, dễ. Vịt ở Costco ngon lắm nha cả nhà, nạc không à, nó không có bị giống như mình mua ở trại gà, trại vịt. Trại gà thì Thư Phan lại mua gà chứ không có mua vịt, từ con vịt nó nhỏ mà nó không có, nó như là nó mỡ nhiều quá. Thì bây giờ nguyên liệu Thư Phan ướp nè, tỏi bầm nè, nguyên liệu nhất định là phải có chao rồi. Chao thì đặc biệt không có nêm muối nước mắm nha cả nhà, từ chao rất là mặn cho nên mình muốn thêm đậm thì mình lấy cái nước của chao, còn bình thường thì mình lấy cái cục chao đó. Thì Phan lấy 2 cục, thì cả nhà nêm theo khẩu vị của gia đình mình. Trước khi nêm thì mình nếm lại cái nước này rồi mình hãy nêm. Tiêu, cái này là dầu màu điều. Tôi phan rang hột điều á với dầu ăn thì ra cái nước này để dành xài khi mà mình nướng lại gì đó thì nó có màu đẹp, ăn thì nó cũng không có hại. Mật ong thì thay thế cho đường. Mật ong này thì trong chợ Mỹ chỗ nào cũng có, cái này là cho nên là rất là dễ tìm. Cái này là sa tế cả nhà, sa tế này của người chị ở Cali, chỉ trồng ớt xong mới chỉ làm chỉ gửi tặng Thư Phan. Mật ong, đây là mật ong, cái chai mật ong này cũng rẻ không có mắc đâu cả nhà. Rồi một tí xíu bột ngọt nha cả nhà, cả nhà không thích thì không bỏ vô cũng được, lấy mình xài hạt nêm gà cũng được. Rồi mình đánh cho tan ra, cho nhuyễn ra. Nói chung cái món này cũng đơn giản lắm cả nhà. Ăn cái gì mình làm cái đó Thư Phan. Thực sự hồi xưa ở Việt Nam cũng không có nấu nhiều đâu, tại vì ra ngoài đường có sẵn ăn rồi mình không cần phải làm cực. Nhưng mà qua từ hồi qua Mỹ đến giờ Thư Phan làm hết mọi thứ, ăn uống, cho nên Thư Phan ít đi ra ngoài ăn lắm, không có cao lương mỹ vị gì, những chỉ món bình thường thôi. Tư Phan thích ăn Việt Nam chứ không thích ăn đồ Mỹ, cho nên là lâu lâu thôi. Nhưng mà Tư Phan thích ăn đồ Hàn nha.
Thư Phan sẽ làm một cái video đồ hàng. Thì Thư Phan lấy bao tai đeo vô, mít lên cho dịch. À, cái điều đặc biệt, cả nhà chú ý là mình ướp dịch này để ít nhất là 1 đến 2 tiếng nó mới thấm gia vị. Chỉ có hải sản là mình ướp nhanh, với bò là ướp nhanh thôi nha cả nhà. Còn gà, vịt càng càng 2-3 tiếng trở lên thì nó càng thấm càng ngon nha cả nhà. Cho nên là cái này mà ướp nhanh quá nó không không có thấm thì nướng nó sẽ không ngon đâu. Bây giờ Thư Phan đeo bao tay vô, Thư Phan trộn nó lên. Thường thì Thư Phan ướp buổi trưa, buổi chiều Thư Phan nướng. Thì sau khi ướp xong mà Thư Phan ráp lại. Thì buổi chiều chồng Thư Phan lấy than với con heo ra rồi mồi lửa lên. Tuy nhiên thì chồng Thư để cái lúc mà lửa cháy đó, con vịt nó không có được đẹp. Nhưng mà gia vị rất là ngon nha cả nhà, rất là thấm. Quan trọng là cái gia vị. Nếu mà cả nhà nướng thì nhớ canh lửa. Tự gì phải nướng bằng than chứ không có nướng bằng lửa, lửa nó sẽ cháy. Thư Phan chào cả nhà nha. Cái cơ bản gia vị là rất là ngon luôn á cả nhà.